Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TC Investment. Mình là Tiệp, phụ trách về phân tích kỹ thuật của TC Investment. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài điểm chính. Thứ nhất đó là mình sẽ review lại cái diễn biến thị trường chung ngày hôm nay, diễn biến phiên dịch ngày hôm nay, cũng như là đồ thị giá của một vài dòng, một vài mã cổ phiếu đang nhận được sự quan tâm của anh chị nhà đầu tư. Tiếp nữa mình sẽ đưa ra cái dự báo nhận định của mình về thị trường chung ngày mai cũng như là trong tuần này, và một vài mã cổ phiếu riêng lẻ để anh chị có thể là có kế hoạch cho cái công việc đầu tư của mình. Thì xin mời mọi người cùng theo dõi ở trên màn hình ạ. Vâng, thì đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, VN Index đóng cửa ở mức giá là 1.256 điểm ở trong phiên. Vào đầu buổi chiều, khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ có những thời điểm thị trường đã tăng 23 điểm, tức là so với cái thời điểm đóng cửa hiện tại thị trường đã giảm 9 điểm so với mức giá cao nhất ngày hôm nay. Về cuối phiên thì có vẻ như là tin tức về dịch Covid đã ảnh hưởng đến thị trường chung và hầu hết các cổ phiếu đã bị chốt lời cũng tương đối là nhiều so với mức đỉnh của cổ phiếu đó ở trong ngày. Đấy, thì mình xin được điểm qua, xin được xem qua về đồ thị chung VN Index. Đây là chỉ số VN Index ngày hôm nay ở khung thời gian 1 giờ. Thì ngày hôm qua mình có đưa ra dự báo là VN Index sẽ vượt qua cái vùng cản này, bởi vì vùng cản này không mạnh, nó là vùng một hàng 1.245 đến 1.250. Thì ngày hôm nay thị trường đã có lúc đã tăng lên 1.265 điểm, và thị trường tăng lên đây thì bị bán mạnh bởi vùng này, bởi đây là một vùng kháng cự ở đây, 1.265 có một vùng kháng cự ở đây anh chị nhé. Đấy, thì khi chỉ số tăng lên đây thì đa phần các mã cổ phiếu cũng đã về riêng từng mã cổ phiếu cũng đã chạm đến những mức kháng cự nhất định, do đó là đã bị bán ra ở những vùng kháng cự đó, khiến chỉ số chung đã chạm đây và có phản ứng, chạm chạm vùng giá 1.265 và có phản ứng tại đây. Ở đây các anh chị có thể thấy là một cây nến có râu trên dài này bị bán, đây là thể hiện cho lực bán ở bên trên này. Đấy, thì ngày mai, trong ngày mai dự báo của mình trong ngày mai có thể thị trường sẽ quay trở về test test lại mức hỗ trợ bên dưới này. Đấy, thì trong phiên buổi sáng, tức là khoảng giữa phiên cuối phiên sáng khoảng 11 giờ thì TC Investment cũng như là cũng đã khuyến nghị các anh chị em khách hàng của TC Investment đã chốt lời, và trong đặc biệt là trong phiên buổi chiều từ 1 giờ đến 2 giờ cũng đã khuyến nghị anh chị em nên chốt lời các mã cổ phiếu có ở trong danh mục của mình. Thì hy vọng rằng ngày mai thị trường sẽ có một những cái sự điều chỉnh xuống vùng phía bên dưới này, loanh quanh 1.250 đến 1.248. Đấy, TC Investment sẽ xem xét cover lại những cái mã cổ phiếu đã bán ra chốt lời vào ngày hôm nay. Tiếp theo xin được view qua về một vài mã cổ phiếu dòng banh, dòng cổ phiếu đang nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các anh chị nhà đầu tư. Thứ nhất là về Techcombank. Techcombank thì nhìn đồ thị Techcombank thì những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu này thực sự rất là thích. Đây là quá trình điều chỉnh gần nhất của Techcombank, và hiện tại Techcombank đang ở trong sóng đẩy của cái xu hướng tăng giá. Thì TC Investment cũng đã khuyến nghị anh chị em nên chốt lời một phần Techcombank, bởi vì Techcombank hiện tại là một mã tương đối mạnh và cái lực tăng tương đối là tốt, tăng thể hiện hai nến ngày này, hai nến khung thời gian ngày anh chị này, thể hiện lực tăng tương đối là tốt. Thế thì khả năng rất cao thì Techcombank sẽ tiếp tục cái đà tăng của mình lên vùng 48 điểm ạ. Đấy, thì thực sự về Techcombank nếu như ngày mai thị trường nó trùng xuống thì anh chị có thể canh giải ngân quanh quanh vùng ở đây, có một khoảng trống ở đây, nếu như
nếu như Techcombank quay về lắp ráp đây thì anh chị có thể giải ngân mới được. Hiện tại Techcombank là một mã cổ phiếu rất khỏe của dòng banh. Đấy, thì trong thời gian tới hoàn toàn Techcombank sẽ hướng lên mốc 47, 48, 47.5, 48. Hiện tại chưa có sự yếu đi của xu hướng đối với mã cổ phiếu Techcombank này. Về xuống ngày thì Techcombank vẫn đang là một xuống tăng rất bền vững. Đấy, thì hy vọng trong thời gian tới Techcombank sẽ có những cái nhịp điều chỉnh xuống cái vùng giá bên dưới này thì rất thích hợp để cho anh chị có thể tham gia vị thế mua đối với Techcombank. Tham gia vị thế mua đối với Techcombank ở trên khung thời gian ngày anh chị nhé. Khung thời gian ngày có thể mức kỳ vọng mức lợi nhuận là 10 đến 15% một nhịp. Đấy, như như nhịp vừa rồi ạ. Khoảng 15%, đấy 15-17% rồi. Đấy, thì với việc mua mới Techcombank thì theo mình là không nên mua mới nữa. Bởi vì rất có thể khi hàng về đến tài khoản thì sẽ bị lỗ. Chúng ta luôn trong đầu tư thì chúng ta nên đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và nên lựa chọn việc mua ở những vùng giá có sự hỗ trợ tốt, chứ không phải là tham gia vào việc mua cổ phiếu khi giá đã chạy một thời gian tương đối rồi. Thứ hai là về mã cổ phiếu VPBank cũng vậy. VPBank chạy một mạch từ mức giá thấp nhất loanh quanh vùng 46 cho đến mức giá hiện tại ngày hôm nay là 33% rồi anh chị ạ. 33% nhưng chưa có một cú điều chỉnh nào. Thì TC Investment cũng đã khuyến nghị anh chị khách hàng của mình chốt lời bớt VPBank quanh vùng này, quanh vùng buổi trưa ngày hôm nay, trưa vào đầu giờ chiều hôm nay thì đã khuyến nghị anh chị chốt lời một phần ở vùng này rồi. Còn một phần còn lại thì cứ kệ thôi, nếu mà VPBank vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh thì chúng ta cũng không tiếc có tăng lên 62 thì chúng ta vẫn có thể bán ra chốt lời phần còn lại của danh mục. Đấy, chúng ta TC Investment luôn luôn khuyến khích khách hàng làm sao để đảm bảo cái giao dịch an toàn nhất cho tài khoản của mình. Đấy, nếu mà cổ phiếu này thực hiện việc điều chỉnh như này thì chúng ta sẵn sàng sẽ quan sát và tham gia lại vị thế của mình, thế sẽ tối ưu hơn. Đấy, như mình nói hiện tại thì VPBank, cổ phiếu VPBank nhé, VPBank đã tăng ở đây nhưng mà chưa xuất hiện nhịp chỉnh mạnh nào thì cái xu hướng tăng của VPBank sẽ vẫn còn tiếp diễn nữa. Tuy nhiên có thể sẽ có những nhịp chỉnh sâu và những nhịp chỉnh sâu này sẽ không phải là đảo chiều xu hướng mà đó chỉ là những nhịp chỉnh bình thường anh mà thôi. Sau đó sẽ chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vị thế VPBank này. VPBank về dài hạn còn hoàn toàn có khả năng sẽ tăng lên mốc 64 đấy ạ. Nhưng mà chúng ta cũng nên, những anh chị nào có hàng ở đây thì cũng nên chốt lãi dần được rồi và sau đó canh mua lại sau, canh mua lại vùng giá thấp hơn. Đấy, chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái việc sử dụng vốn của mình. Về Vietcombank thì ở đây có một cái xu hướng tăng nhỏ của Vietcombank anh chị nhé. Đây là xu hướng tăng nhỏ của Vietcombank. Đây và đây là vùng hỗ trợ của Vietcombank về tại đây thì liên tục có những cái nến rút chân chứng tỏ lực mua chờ bên dưới này rất là nhiều. Thì khả năng cao ngày mai, có thể là ngày mai hoặc là trong tuần này thị trường lại hàng Vietcombank sẽ kiểm tra mốc kháng cự là loanh quanh 103 đến 104 anh chị ạ. Đấy, đây Vietcombank cũng sẽ là một mã trụ sẽ giữ được nhịp thị trường trong thời gian tới. Thị trường có thể sẽ khó mà chưa có nhịp giảm sâu anh chị ạ. Thị trường sẽ chưa có nhịp giảm sâu nhé. Thể chỉ là một cú điều chỉnh bình thường thôi. Và anh chị có thể lựa chọn những cái mã cổ phiếu mình quan tâm để tham gia vị thế. Về CTG ngày hôm nay. CTG ngày hôm nay gặp vùng đỉnh 43.7 43.8 đã bị bán tương đối mạnh. Thì ngày mai CTG có thể sẽ điều chỉnh về vùng bên dưới này. Đây có thể điều chỉnh về vùng bên dưới này. Trong ngày mai hoặc là trong tuần này CTG có thể sẽ điều chỉnh về vùng bên dưới này anh chị ạ. Hy vọng là quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra trong thời gian dài thì sẽ hấp thụ tốt lượng cổ phiếu bán ra. Như thế thì cổ phiếu CTG cũng như là dòng banh chung sẽ có cái động lực để tăng tiếp trong thời gian tới.
Tiếp theo mình sẽ view qua một vài cổ phiếu của dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì ngày hôm nay trước hết là SSI. SSI thì trong buổi livestream ngày hôm qua thì mình đã nhận định SSI sẽ vượt qua vùng cản 33 này và tiến về mốc 34 đến 34.5. Đấy thì SSI đã tiến về mốc 34 anh chị ạ. Trong ngày hôm nay đã chạm mốc 34 sau đó bị bán. Và ngày mai SSI có khả năng sẽ quay về retest mốc hỗ trợ này. Sau đó sẽ tiếp tục đà tăng của mình lên vùng 35 đến 36 anh chị nhé. SSI ngày hôm nay TCS với mình cũng đã chốt lời tất cả gần như là hết hết rồi, gần như là hết SSI rồi. Cũng loanh quanh vùng 31.6 đến 31.65 đến 31.8 rồi. Đã chốt lời hết ở đây. Loanh quanh vùng 33.8 đến 34 đã chốt lời hết. Và hy vọng ngày mai sẽ có cơ hội cho TCS với mình để cover lại cái lượng hàng bán ngày hôm nay. Đấy, đây là dự báo của mình về đường đi của SSI. Tiếp theo là về mã VND đi. VND cũng là một mã cổ phiếu chứng khoán gần như là đầu ngành. Hiện tại VND vẫn đang trong một xu hướng tăng. Ở đây anh chị có thể thấy đây, đây là sóng đẩy của VND ạ. Sóng đẩy VND đã diễn ra trong thời gian được là khoảng gần 2 ngày rồi. Gần 2 ngày và hiện tại xuất hiện cái dấu hiệu là bị bán ở đây. Trong một xu hướng tăng khi mà một cổ phiếu xuất hiện cái lực yếu thì không hẳn nó sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm, mà có thể đó chỉ là một nhịp chững lại mà thôi. Chứng lại có thể là điều chỉnh xuống bên dưới này hoặc là đi ngang như thế này. Đấy. Thì sau đó sẽ tiếp tục đà tăng của mình. Về SSI thì trên khung thời gian ngày trên khung thời gian ngày vẫn là một uptrend rất là đẹp. Còn ở khung thời gian 1 giờ, khung thời gian 1 giờ thì cũng giống như SSI ấy. VND đã bị chứng lại ở vùng này rồi, bị chứng lại ở vùng này, có một lực bán ở vùng này rồi, thì khả năng cao VND sẽ điều chỉnh xuống bên dưới này ạ, và sau đó tiếp tục đà tăng của mình. Một cổ phiếu khi đang trong xu hướng tăng nhé, thì anh chị không nên đoán đỉnh. Khi mà một cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng thì chúng ta chỉ nên canh những cái vùng hỗ trợ, những vùng điều chỉnh để chúng ta mua vào thôi, và cũng nên quan sát là quá trình điều chỉnh của cổ phiếu đó diễn ra như thế nào đã. Nếu cổ phiếu điều chỉnh một cách lành mạnh, một cách có thể hiện cái lực bán nó không nhiều thì hoàn toàn chúng ta có thể tham gia vị thế mà tiếp tục nắm giữ lên những mốc cao mới. Ngược lại, đối với một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm thì chúng ta cũng không bao giờ nên bắt đáy anh chị nhé, không bao giờ nên bắt đáy. Thực ra việc đi theo cái trend của một cổ phiếu bao giờ cũng dễ dàng hơn là việc bắt đáy của một cổ phiếu. Việc bắt đáy của một cổ phiếu thì nó giống như là một điểm ở trên một đường thẳng ấy, thì sẽ là cái xác suất nó rất là thấp để chúng ta có thể bắt trúng đáy một cổ phiếu, dù lợi nhuận đem lại có thể là cao nhưng rủi ro thì nó cũng rất là lớn. Đấy, thì sau này Tiệp sẽ có những cái video chia sẻ về việc nhận định xu hướng của một cổ phiếu, làm sao để chúng ta tránh được việc là mua cổ phiếu đang trong xu hướng giảm dẫn đến tình trạng kẹp hàng, và làm sao nhận diện được cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và tham gia những vị thế có lợi nhất. Về một vài cổ phiếu mà team TC Investment khuyến nghị cho khách hàng của mình. Thứ nhất là HHH thì đã chạy rồi, đã chạy thời gian tương đối rồi. TC Investment khuyến nghị khách hàng loanh quanh vùng giá 23 đến 2 đây, loanh quanh vùng 22.8 đến 23.5. Loanh quanh vùng này. Loanh quanh vùng 23 chấm. Thì hiện tại cũng đã có mức sinh lời tương đối rồi ạ. Loanh quanh khoảng 17 15 đến 17% rồi. Và TC Investment thì hiện tại về HHH thì TCM với mình vẫn chưa bán. Mục tiêu của TCM với mình trong năm nay HHH sẽ chạm mức giá là 3x cơ. Và ngắn hạn trước mắt sẽ chạm vùng 27 năm đến 28 ạ. Có thể là HHH sẽ quay trở lại điều chỉnh mốc test kiểm tra mốc hỗ trợ 25.5 này, thì anh chị nào có thể chưa có HHH thì có thể tham gia vị thế nếu mà việc điều chỉnh này diễn ra bình thường. Thị trường chung không có tin gì đó quá xấu dẫn đến việc cổ phiếu bị bán tháo, thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia HHH loanh quanh vùng 25.x, bởi vì kỳ vọng của TCM Investment sẽ là vùng 3x cơ. Thứ hai là về Nam Long. Nam Long cũng là một cổ phiếu đã chạy rồi, thì HHH hiện tại không khuyến nghị mua vào nữa mà chỉ theo dõi đường đi của cổ phiếu này mà thôi.
Anh chị có thể thấy HH thời gian điều chỉnh của HH Nam Long đây. Thời gian điều chỉnh Nam Long rất là đẹp. Và TCM Family đã khuyến nghị khách hàng vào loanh quanh vùng 34, 34.2. Đấy. Thì cũng đã có mức sinh lời tương đối tốt rồi, khoảng 14-15% rồi. Thì ngày hôm nay thì Nam Long đang thể hiện sự chững lại của mình. À, cũng đúng thôi, bởi vì sau cái quá trình tăng 15% rồi thì rất nhiều nhà đầu tư sẽ thực hiện việc chốt lời bán ra cổ phiếu. Thì Nam Long hiện tại đang bị chững ở vùng giá này, có thể sẽ đi ngang loanh quanh này, sau đó lại tiếp tục đà tăng của mình, hoặc trong một diễn biến xấu hơn nếu bị bán mạnh có thể sẽ xuống kiểm tra vùng hỗ trợ bên dưới này anh chị ạ, loanh quanh vùng 36.5. Đấy. Thì việc chúng ta có thể chốt lời vùng vùng này, thì chốt lời thì không bao giờ sai cả. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ những diễn biến giá tiếp theo để cover lại vùng hàng này, vùng cover lại lượng hàng chúng ta đã bán ra. Về DBC ngày hôm nay có thông tin là chủ tịch So mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu và đấy, đã là một tin tích cực đẩy giá cổ phiếu lên. Thực ra mình đã nhận mình trong trong ngày hôm hôm qua trước khi tin ra ấy, thì khi nhìn DBC mình đã dự đoán được là một phần là các bạn có thể thấy này, vùng đáy này khi bị bán xuống này đã có một lực mua rất mạnh đẩy lên bởi một cây nến này nhé. Thì đây là một dấu hiệu tạo đáy của DBC vào ngày hôm nay, đúng là tin đã ra để củng cố cái nhận định này. Ra DBC thì vùng giá nó quanh 53 thì mình đã liên tục khuyến nghị anh chị em là mua vào ở vùng giá này, và DBC vùng này sẽ không khó mà giảm được nữa. Thì về DBC mục tiêu dài hạn vẫn là 6x hoặc là có thể cao hơn sẽ là 7x cơ. Thì anh chị em có thể đây là cái vùng hỗ trợ của DBC, nếu như ngày mai DBC mà thị trường chung có điều chỉnh ấy, thì DBC anh chị có thể canh mua loanh quanh vùng giá 54 anh chị ạ. Vùng giá 54. Ngày hôm nay cây nến ngày này. Cây nến ngày hôm nay là một cây nến gọi là power candle, cây nến thể hiện sức mạnh của bên mua. Hiện sức mạnh bên mua tại một vùng hỗ trợ anh chị nhé. Cây nến power candle thì có thể xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau, nhưng xuất hiện tốt nhất là ở những vùng hỗ trợ, ở những vùng mà vùng giá hấp dẫn ấy. Thì khi mà lực mua xuất hiện tại đó thì nó rất là hiệu lực. Thì về DBC có thể sẽ quay trở lại kiểm tra mốc 6x trong tuần 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 tới. Khả năng cao trong tuần tới sẽ quay trở lại kiểm tra mức giá 6x trong tuần tới. Hy vọng sẽ có một nhịp điều chỉnh quay trở lại đây và TCM Investment sẽ tiếp tục nâng vị thế của mình. Còn về mã nào DIG. Đây về DIG. DIG thì tại đây anh chị có thể thấy DG anh chị có thể thấy đây là một vùng hỗ trợ DG. DG sau khi chạm về vùng hỗ trợ này đã có những tín hiệu bật lên ở trên khung thời gian nhỏ hơn. Đây ở trên khung thời gian nhỏ hơn thì DG cũng có một cái gì đấy tương tự như DBC. Khi giá phá đáy rồi và sau đó bật lên luôn ngay lập tức thì thể hiện cái lực mua ở bên dưới rất là lớn và lực bán lúc này nó không còn mạnh nữa rồi. Ở trên khung thời gian 15 phút thì nhìn không được rõ lắm, nhưng mà đây ạ, đây là trên khung thời gian 1 giờ. Khung thời gian 1 giờ thì ngày mai DIG có thể kiểm tra mốc kháng cự này loanh quanh 28 cho đến 27.8. Đấy, dự báo của mình trong ngày mai. Bởi vì trên khung thời gian ngày ấy, thì DG đã chạm mức hỗ trợ tương đối là mạnh rồi. Đây, mức hỗ trợ tương đối mạnh. Đây, mức hỗ trợ tương đối mạnh. Thì hy vọng thời gian tới DG sẽ bật lên vùng giá loanh quanh đâu đó 3x, 32, 3x. Anh chị em có thể là canh khi thị trường điều chỉnh ấy, anh chị có thể gia tăng thêm DIG được. Đấy, thì vừa rồi là những chia sẻ của mình về thứ nhất là về thị trường chung ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021 và những dự báo của mình về thị trường trong ngày mai cũng như là những phiên cuối tuần. Bên cạnh đó là
nhận định của mình về một vài mã cổ phiếu đang nhận được sự khuyến nghị và cũng và những khách hàng của TCM Investment đang nắm giữ. Thì hy vọng những nhận định này sẽ là một nguồn tài liệu để anh chị có thể tham khảo trong việc ra quyết định đầu tư của mình. Hy vọng rằng những anh chị nào mà công việc đầu tư của mình mà chưa đạt được hiệu quả nhất định thì có thể sẽ liên hệ và đồng hành cùng với TCM Investment. TCM Investment hy vọng và tin rằng sẽ có thể mang lại những giá trị nhất định cho anh chị em nhà đầu tư. Thì xin được chào tất cả anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ. Xin chào mừng tất cả anh chị. Xin chào tất cả anh chị.